sau đây là bốn loài tài sản nó sẽ tăng giá trong 2024. Và rất nhiều anh chị chúng ta cũng nghĩ rằng cái việc bây giờ mình cầm tiền mặt, mình đưa mình gửi ngân hàng thì một tháng mình sẽ được 0,5, 0,6. Đấy là cái tiền mình gửi 10 tỷ, một tháng mình có 50 triệu, 60 triệu. Là mình quá giàu có, mình sớn với những người mà mình có 15, 20 triệu cho một tháng đấy. Trên thực tế thì cái đấy nó chưa chắc nha anh chị. Bởi vì với thời điểm hiện nay lạm phát đang đến, lãi suất thì quá thấp. Trong lịch sử, nếu chúng ta gửi ngân hàng thì chúng ta có lẽ là mất tiền chứ không phải là được tiền. Vậy thì ngành nghề tài sản nào khi chúng ta gửi ngân hàng để rút tiền ra đầu tư để có giàu có anh chị nhỉ? Đó là một trong những cái nắm hết tết đến, nhưng mình không tính cái bài toán làm sao để tăng tiền, nhân tiền, dư tiền thì có lẽ là một cái điều cực kỳ mà mình không thể tiến lên một cái việc là giàu có được. Vậy thì những cái tài sản nào sẽ mang đến tiền bạc? Cái thứ nhất đấy là vàng anh chị. Với một trong những cái thời điểm hiện nay, cái dài nhảy bén nhất trong cái việc là chính trị, cái nhảy bén nhất trong cái việc là bất ổn về các nước đang chiến tranh như là Nga, Ukraine, đó, một trong những cái điều đang kéo dài dai dẳng như vậy, chưa biết năm nào kết thúc. Và có rất nhiều nước cũng đang có cái sự xích mích giữa các cái địa giới với nhau, cả cái xung đột với nhau đấy, thì mang đến một cái sự bất ổn. Và khi cái sự lo lắng tham lam rồi thì người dân bằng một cái cách nào đấy người ta vẫn cứ chui vào đầu tư vàng. Bởi vì vàng nó cả hàng ngàn năm nay này, nó cả có hàng ngàn năm nay rồi, nhưng tuyệt đối không được đầu tư vàng, là vàng trên hệ thống mà gọi là sàn vàng rồi internet đấy, là cái đấy là tuyệt đối tránh. Nhưng chúng ta sẽ đầu tư những cái vàng mà nó có giá trị, mình sơ được, mang được, mỏ được. Nhưng những cái vàng độc quyền thì mình cũng nên tránh. Nhưng kiểu gì thì kiểu sau tết vàng nó sẽ tiếp tục tăng. Vậy thì tài sản để mình làm sao mình đầu tư được tăng, thì đấy là với cá nhân chia sẻ của Đình. Thì khi mình đầu tư vàng thì mình cảm thấy mình vẫn có giàu có, và khi đấy năng lượng mình nó cũng khác. Mình cầm đến vàng, tiền vàng cuối năm mình có thể mình mua một ít, ra năm mình mua một ít. Mà vàng nó có một cái hay đấy, là có thể chúng ta không cần quá nhiều tiền, có 20 triệu, 10 triệu chúng ta cũng sẽ mua được vàng. Bắt đầu từ công thức là đầu tư. Khi mình học hỏi được cái cách mình đầu tư thì mình đã có được cái kiến thức để đầu tư rằng ồ, thế là nó chỉ cần để đấy, không cần làm gì nó cũng tăng giá. Nhưng có nhiều tài sản để càng để thì càng mất giá, như nhà xe ô tô, như những cái tiêu sản, như giày dép, hàng hiệu, thì càng để nó càng mất giá. Bởi vì một năm một ngày nó sản xuất hàng ngàn cái. Nhưng với vàng thì càng ngày càng khan hiếm. Những cái kim là loài mà có thể trao đổi giữa nước này với nước khác, giữa khu vực này với khu vực khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác, thì nó luôn luôn khan hiếm. Và khi cái sự khan hiếm đó thì nó sẽ tăng giá. Đó là cái tài sản thứ nhất sẽ tăng giá trong 2024. Cái tài sản thứ hai đó là cái mối quan hệ. Hẳn anh chị đã nghĩ rằng cái việc chúng ta tiền bạc vàng mới là có giàu có được. Không phải anh chị. Giàu có nó xuất thân từ cái việc là mối quan hệ. Nếu chúng ta biết xây dựng mối quan hệ chất lượng thì tài sản đó là tài sản cực kỳ giá trị trong mọi thời điểm, mọi thời gian. Nếu chúng ta mà biết xây dựng mối quan hệ chất lượng, chúng ta biết làm rằng, có một số câu hỏi thì Đình sẽ trả lời nhanh chị. Chúng ta biết làm sao để mình tăng dựng cái mối quan hệ chất lượng, thì chỉ cần có những cái thông tin để mình biết mình đầu tư, có những cái kiến thức trải nghiệm thì mình đã tránh được rất là nhiều tiền. Ví dụ như bây giờ chúng ta không biết đầu tư ở tại cái thời điểm nào là đầu tư vàng, thời điểm nào đầu tư chứng khoán, thời điểm nào là chúng ta sẽ đầu tư được trong cái việc bất động sản. Chỉ cần có những cái mối quan hệ chất lượng trong cái lĩnh vực đó, mình chỉ cần hỏi một cái, người ta chia sẻ lại, vậy thì mình đã tránh đi được cái rủi ro. Nếu chúng ta lao vào vàng mà chúng ta không có kinh nghiệm về vàng, chúng ta phải hỏi cái mối quan hệ có liên quan đến vàng đấy. Và khi người ta chia sẻ mình biết, à thế là mình định mua 10 tỷ cho tạm, cho bây giờ là vàng 76 đi, nhưng mà để ra năm mình mua 76 thì trong 2 tháng này tiền nó không làm gì cả, mình gửi tiền ngân hàng cũng được. Vậy thì cái mối quan hệ chất lượng đấy nó mang đến cho cái sự giàu có tiền bạc trong những cái thông tin khi chúng ta muốn đầu tư bằng những cái gậy. 5 người bạn của bạn là ai thì tôi sẽ cho biết bạn bạn là ai. Vậy an bạn dành thời gian cho những người chất lượng nào, mối quan hệ nào, thì bạn trở thành những người tương đồng như vậy. Giống như anh em chúng ta đang ngồi đây,
là anh em đã có những cái mà đã tương đồng với nhau về cái cách học, về cái cách phát triển, về cái cách mong muốn giàu có này. Mà Đình rất biết ơn anh chị khi giờ này đang bận, anh chị đang làm mà vẫn ngồi ở đấy, thì Đình đã biết anh chị đã mong muốn giàu có hơn bao nhiêu người ngoài kia này, hơn cái sự giàu có mà chúng ta có thể là chưa giàu có ngay hôm nay, nhưng trong tiềm thức chúng ta đã có cái sự giàu có, đã có cái sự mong muốn đạt được cái tài chính. Vậy thì chúng ta sẽ có được tài chính khi chúng ta hướng đến cái tài chính. Cái loại tài sản thứ ba nó sẽ mang đến cái sự giàu có, đấy là chúng ta sẽ mua những cái bất động sản mà có vị trí đắc địa, những cái tài sản, những cái kho bài, những cái loài hàng hiệp trong thập niên 10 năm nó mới có xuất hiện cho một lần, để có những cái tài sản mà hiếm nó xuất hiện. Khi những cái tài sản đấy mình càng giữ thì nó càng khan hiếm. Những cái tài sản nó nằm lỗ góc, những cái tài sản có diện tích mà khó kiếm, có những cái tài sản mà không bao giờ nghĩ được là ngân hàng cho vay 10 tỷ mà mua chỉ có 9 tỷ như vậy. Nếu như những cái tài sản nó về lâu về dài thì nó mãi mãi mang ra được những cái giá trị về dòng tiền, mang ra được giá trị mà người giàu họ mong muốn khan hiếm để sở hữu. Khi cái sự khan hiếm đó, khi cái sự hai mặt tiền đó, khi cái sự mà những cái khu vực mà mang đến cái sự là môi trường sống cho những người giàu hưởng đến, thì cái tài sản đấy cứ tăng theo thời gian. Nó không quá đột biến nhưng nó theo thời gian, theo một cái cách nào đấy nó luôn luôn tăng trưởng. Và đó là cái tài sản đặc biệt trong cái năm 2024 này, nó đã đứng lâu rồi, gần 2 năm nay bất động sản nó đã đứng. Thì đó là cái tài sản để mình sở hữu và mình sẽ tăng bền vững. Sau năm 2024 nó cũng sẽ tăng mãi mãi theo thời gian, như là tài sản kho bài, diện tích lớn, dòng tiền tốt và pháp lý rõ ràng, nó mang đến cho mình những cái cực kỳ tốt. Và cái tài sản tiếp theo mà có thể chúng ta sẽ mang đến một cái bền vững, đấy là bây giờ anh chị muốn kinh doanh bất cứ một cái ngành nghề gì, muốn làm bất cứ một ngành nghề gì, thì phải có cái đội nhóm tuyệt vời sau đấy. Vậy thì chúng ta để muốn tăng được tài sản, chúng ta phải tăng được con người chất lượng, tăng được một đội nhóm chất lượng, tăng được cái sự đào tạo chất lượng. Để có được một cái sự đội nhóm tuyệt vời chất lượng thì chúng ta cần phải có một cái đội huấn luyện, cần một cái đội chia sẻ về bán hàng, cần có một cái đội chia sẻ phát triển về bản thân. Để tài sản của mình tăng lên thì cần có những con người hỗ trợ đằng sau đấy, cần một cái đội nhóm tuyệt vời. Vậy thì làm sao để mình tăng được cái việc đấy? Thì cần phải phát triển bản thân, từ bản thân mình, qua cái việc học hỏi, phát triển mối quan hệ chất lượng, thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa đến cái việc nâng tâm của mình lên, thì mình sẽ có được hút được những người chất lượng đến. Và khi những người chất lượng đến thì mình, người ta sẽ nhận được giá trị tư bản. Và khi nhận được giá trị tư bản rồi thì cái lãi suất kép từ cái việc mình cho đi, mình sẽ nhận được lại nhiều hơn. Những người đồng đội, những người làm cho mình, vừa họ có thu nhập cao nhưng vừa họ đưa ra được cho mình một cái mô hình kinh doanh bền vững trên cái sự chia sẻ của mình, trên cái sự đổi nhóm của mình, trên cái sự là liên kết với nhau qua các cái hệ thống kinh doanh, qua cái sự mà chia sẻ như thế này. Bản thân Đình, nếu như Đình bây giờ không ngồi đấy anh chị, không ngồi được đấy để chia sẻ được đâu, nếu như không có những người đang sau kia hỗ trợ Đình, nếu như không có những người bạn, người đồng đội đang hỗ trợ Đình từ trung tâm mua sắm, không có những người đồng đội tìm cho Đình những khu vực đất ở mọi tỉnh thành khác nhau, nếu như không có sự đồng đội của Đình chia sẻ cho để làm được những cái nhà hàng bên nước ngoài, thì Đình không thể ngồi được đấy. Vì vậy cái tài sản luôn luôn tăng giá trong mọi thời điểm, để là con người đi với bạn là ai, những đồng đội, và mình muốn làm được điều đấy thì mình phải phát triển bản thân mình. Mình phải là người cho đi về kiến thức, cho đi về trải nghiệm, cho đi về những cái tiền bạc nếu mình cung kiếm. Thì đó là cái bốn cái tài sản nó sẽ cực kỳ tăng bền vững trong năm 2024. Cảm ơn.